OK 啊，我现在开车到湄公河了，这个是这个角是湄公河的很著名的一个角，叫美顺角。现在开了东风的车。这个是湄公河的风景，这边是可以的鸭子，这个是椰子，我现在沙流上的路上，很漂亮的。Hello， 大家好，欢迎大家来到个越南生活的节目。我现在就在湄公河，现在在永隆。哎，Đức cầm quay dàn này vlog à? OK， 我们现在往里面走。越南的特色，嗯，拖鞋。大家看那边，那个是下雨的时候去那个水，装那个雨水。这是小水。是我们在那个村里面小村，小村里面的小学，看看叶子，看到叶子了吗？木瓜，哇，这个叶子好看，高脚。来，这个是湄公河的特色，叫土脚。一个房被包围，这个小河。然后有个桥过去，你看这是坟墓，就是湄公河的一个文化，这个他们把那个坟墓放在家里，在院子里。香蕉，哎，香蕉。看，这里是
很安静，很好，环境非常好。现在我去朋友家里面，你看这个院子里面，他们放坟墓，然后改造也蛮好的，啊。像这种的话是主人家有钱一点，给他们改造房很好看的。我奶奶到几了？这个那个是装那个青蛙啦、蛇啦各种。没空壳的蛇，你看在那边有鱼，看到没？啊，老板，这个你看，我看那眼，嗯，眼长长的，看那边好多长长的鱼。这个没空壳的蛇啊，都是蛇。你看，我第一次看到这种鱼。怎么着？怎么着？两把鱼啊！啊，看到了没？看到了，看到了。啊，那个鱼，我第一次看了。这个水其实很干净的，因为它带的土，它已经流动，所以没有污染。你看这里环境非常好。环境不错。哎呀，快！啊，鸡，公鸡，啊，公鸡仔。老板，老板，我。来，来，来，来，干点脑啊，那，去拉了，走。这个树那个果叫啥？这个果熟了，它是黑色，里面是白色的，我也忘了中文怎么说。那找不着门口不弄我。那干自动呢？这是当地的阿姨们带着越南的猫。哎，我们现在去湄公河的乡下玩，很好哎。周末改变一下，换一个环境，很好。好，很快。有呢。哈哈哈哈哈哈！鸡。嗯，南。哎，闷呢。啊，煮熟了。那个闷不？呀，闷的了，闷炖汤了。闷的了。ngon lắm á. Mình cháy nó là món ngon lắm, đặc biệt á.Mấy cái này vừa là em bé hết xịt. Cái này là ổ không nè? Đâu, là mít, cái mít, là mít. Tình, là cái mít á. À, chứ sư, follow me. Follow me cook. À, mít là đó, mít nó bao, mít thái nó bao lại đó. À. Cái mít thái đó, mít thái đó. Chứ sư, thái của follow me. Cái này đâu sư follow me cook. Đang làm vlog.
dưa rống, dưa rống. Mấy công thơ sư dưa nản, sủy của sư đi. Hảo tôi sủy của. Biết cho bao khỏi con trùng cắn. À, à, dưa, cái dưa nước vào. Dưa nước đó. À, cho sư. Sủy sang là dưa sư. Cái này mình không có sủy, nhưng mà nó là của nó phong 糖还有冰块一起，很好吃，脆脆的，它的果里面就是，水上的椰子，越南语叫椰子，椰子，嗯，很多，嗯，再来，啊。 你看那边的房，那边的房，很特别吧？当地的，这岛呢，你打了。哦，那那叫什么？那叫什么？喵。喵喵。这是喵。那边的草。嗯。 这是槟榔树，啊，还过来，够，来，太浪了吧？不，是，不是，太浪，太浪，太浪。 hôm qua trong khuôn viên công ty, hôm qua mình đi về phim TVC á, à. có trồng luôn, yeah. Nước này sâu không ta? À, dừa rụng. Dừa rụng xuống tét luôn. À. À, cái dừa sư căng căng xuống xuống tiêu xả lại rồi. Mẹ à. Đó, sâu mà. Cái là sợi phần sinh nè. Cái xe đó sư dừa thì tiêu thì tiêu xả lại rồi. Nhiều quá mà sao đôi dép thử đi coi. Như làm sao á? Nó tướng. Đây. Dưa nản trồng là bồ lô mi. Ê, mai gì mai? Mai. Thành ta rồi mày. À, hôm nay đi chiên tao của thằng đầu cha rồi. Đi chiên tao của thằng đầu cha. Mẹ bắt đâu mà? Đâu cái mảnh cục. Mảnh cục à. Chú. Dạ chú. Đang làm lại nhà chú. Chân chơi con siêu rồi. À.
我的是第一个视频到这位为止，一会儿体验当地的生活，我再拍摄给大家看。如果大家喜欢，给我一个赞和分享一下啊，谢谢大家，拜拜。